Cuộc sống nông dân xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay là có một sự kiện rất là vui luôn các bạn. Đây các bạn có thấy đấy là hồ này đã cạn này, bao nhiêu là người về đánh cá nhé, tập trung này các bạn thấy không, xe cả đống như à. Bây giờ sẽ theo chân mình đi xem nha các bạn, cũng xem vừa tham gia luôn nhé. Đây các bạn theo chân mình nhá, rất là đông người luôn, vừa là đánh chài vừa kích này, vừa người mò nó cũng có rất là nhiều luôn nhá. Xe bên kia kìa, đấy cạn hết rồi này. Wow, cá được cá to không? Nghe nói được con cá trình vào không? À, thêm với con ở đây à? Wow, bắt cá nhỏ cũng được mà, cá nhỏ đây ấy. Wow, rất là nhiều người luôn. Bên kia nữa kìa. Quả wow, đúng vui luôn các bạn. Ồ, để con cá chép kìa. Được con cá nào trên 2-3 ký chưa? Hôm qua hôm kia được 10 ký. 10 ký là mấy con luôn? 2-3 con đấy. Wow, toàn cây không nhỉ? Toàn cây sao mà đánh trái? Wow. Bên kia thì đang bắt cá rồi, lên mình nướng luôn nhé các bạn. Con này con cá chép à? Con này này. Ô, cái này cái vượt về vượt xung quanh lấy cá nhỏ cũng được mà nhỉ? Vì thế cầm xăng đây, vượt cá nhỏ. Wow, đây các bạn thấy không? Đông vui không? Mình hôm nay mình đi không cầm chân quay đi, nó hơi bị rung đi nhá, hơi bị lắc đi nhá các bạn. Các bạn xem thì các bạn đông thông cảm cho mình với nhá. Wow, kia có con cá nhỏ nhỏ kia kìa. Và bên kia thì con cá kìa. Giờ mình sẽ sang bên kia luôn nhá. Ui dồi, đường đi hơi khó nha các bạn. Đi men qua bờ hồ đi. Thằng cây này, bữa đắp hồ lên là nhiều cây lắm. Và mình thấy cá nhỏ đầy luôn. Và đa số là ở đây về bắt nhé, mà hồ này thì ở trên là bún đê luôn nha các bạn, ở đây là gọi là bún chip này.
Wow, chúng ta đúng vui luôn. Wow, cá kìa các bạn. Đó. Ở đây luôn này. Wow, có ghi nữa các bạn. Nhiều thật đấy. Kìa kìa. Ngay gốc cái đấy, ngay gốc đấy. Hư mùi, gì là? Đây, chép là bùm là chép được phi rồi nào mà làm là bùm là mà ui ui đấy ui nên wow, nhiều cây quá. Phải có hay sao ấy? Ôi dồi, con gì chép biết to ấy nhờ. Lưu là lúc lại bụt cái càng nữa. Phân như lẽ. Mọi thứ sao mà lưu nó mò á, cái con toàn nữa. Cái con này. Điện thoại thì chung cái đại hồng mỏ tên điện thoại là nấp dòng mỏ đội như thế là bò mạng đúng không? Trong toa hơn hang cả. Cái này là được cặn rồi mà sẽ liên dứt cả dứt tạt tạt cũng được lọt bò mạng là có bùi như cho nó dứt cái một sợi phải dứt đi như hội luôn mình đi là vừa quay là cho nó lắc một tí các bạn.